Chương 2: Những bước chân trong đêm. Kỷ Tinh, đi tìm đồ ăn ngon đi. Được, anh đã mua vé xem hòa nhạc, sẽ dẫn em đi. Tuyệt quá, anh đi làm đây. Bye bye em. Kỷ Tinh tắt khung chat và bắt đầu làm việc. Công ty của họ chuyên về AI y tế và dịch vụ dữ liệu lớn. Dự án họ đang thực hiện là bác sĩ robot Dr. Tiểu Bạch, dùng để chuẩn đoán sơ cấp cho bệnh nhân thông thường. Từ khi tốt nghiệp, Kỷ Tinh đã làm việc được 1,5 năm, toàn bộ thời gian và sức lực của cô đều dồn vào dự án này. Chỉ vì có thành tích nổi bật, cô được thăng chức thành kỹ sư sản phẩm. Tuy nhiên, trong đội ngũ này có 3-4 kỹ sư sản phẩm cùng cấp nên cũng không có gì là đặc biệt. Đang vào cuối năm, lại đúng giai đoạn hoàn thành dự án, khối lượng công việc rất lớn. Đúng lúc này, cấp trên lại chỉ đạo sai lầm. Mắc một số sai lầm trong quyết sách khiến cho công việc của Kỷ Tinh và đội ngũ phải làm lại từ đầu, lặng phí rất nhiều thời gian. Làm nhân viên, cô chỉ có thể ngầm phàn nàn về lỗi lầm của cấp trên, nhưng trong giờ làm việc vẫn phải cố gắng hết sức. Tối hơn 8 giờ, Kỷ Tinh kiểm tra xong tấm dữ liệu cơ khí cuối cùng. Mắt đã khô, lưng đã mỏi nhừ. May mắn là cuối cùng cũng đã có thể tan làm. Cô xoa xoa mắt, thở dài một hơi. Gửi xong email, cuối cùng cũng hết ngày thứ năm. Chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi là đến cuối tuần. Tâm trạng của Kỷ Tinh rất tốt. Thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu lên lại thấy các đồng nghiệp vẫn đang cắm cúi làm thêm giờ. Rõ ràng là khối lượng công việc như nhau, nhưng năng lực của mỗi người đều khác nhau. Tốc độ và chất lượng hoàn thành công việc cũng khác nhau. Nhưng lại có những người luôn để lại ấn tượng là làm thêm giờ chăm chỉ dù công việc của họ không thực sự nhiều. Ngoài ra, cũng có những người khôn khéo, hiệu suất không quá cao nhưng không quá thấp, thường tạo ấn tượng với sếp rằng họ đang nghiêm túc làm thêm giờ. Còn những người ra về sớm, dù đã hoàn thành nhiệm vụ vẫn xem là rời công ty sớm. Không thể không nói, việc kiểm soát tốc độ làm việc là một kỹ năng. Kỷ Tinh liếc nhìn bàn làm bên cạnh, Hoàng Vi Vi đang vừa làm việc vừa trò chuyện. Những người khác cũng đều có vẻ đang làm thêm giờ. Lúc này, Kỷ Tinh đối mặt với hai lựa chọn: tan làm về nhà hay ở lại giúp đỡ. Cô ngồi im không nói gì trong 10 giây, rồi đứng dậy uống cốc nước và nhà vệ sinh, sau đó quay lại hỏi: có cần giúp gì không? Cô quyết định giúp đỡ, vì thêm giờ một chút cũng không sao. Cô nhận số dữ liệu từ Hoàng Vi Vi, ước tính sơ bộ chỉ mất mười mấy phút để hoàn thành. Vừa tính toán, cô vừa mở khung chat. Triệu Nhất Trần chắc chắn vẫn đang làm thêm giờ. Anh ấy làm ở công ty đối thủ, là quản lý dự án, còn bận rộn hơn cả Kỷ Tinh. Kỷ Tinh mở khung chat, nhắn cho Triệu Nhất Trần: anh yêu. Khoảng nửa phút sau, Triệu Nhất Trần trả lời: ơi. Cô biết anh bận, cười thầm, không trả lời nữa. Cô tiếp tục tính toán dữ liệu. Khoảng 4-5 phút sau, Triệu Nhất Trần thấy cô không trả lời, gõ một câu: em đâu rồi? Đùa anh à? Kỷ Tinh gửi một biểu tượng cảm xúc: bận rồi, đừng làm phiền em. Triệu Nhất Trần không trả lời nữa. Kỷ Tinh mỉm cười rộng hơn, tiếp tục làm việc. Trong khi làm việc, khung chat bật lên tin nhắn của Hoàng Vi Vi: cho em biết một chuyện, chiều nay đi ngang qua văn phòng sếp, em nghe thấy Vương Lỗi đang báo cáo, anh ta lại lấy công việc của chị làm thành của mình, thật là kinh tởm. Kỷ Tinh gửi một biểu tượng cười mỉm vẫy tay. Vương Lỗi là một tiến sĩ ngành kỹ thuật, thích làm màu, lười biếng, chẳng làm gì nhưng rất giỏi nịnh hót và giành công trước mặt lãnh đạo. Kỷ Tinh từng phát hiện anh ta chiếm công của mình mà giận tím người, nhưng ngay sau đó cô nghĩ ra một cách. Trước khi làm việc, lập kế hoạch dự án và lịch trình cụ thể, phân công rõ ràng, báo cáo định kỳ với sếp. Nhờ cách này, cô dần trở thành người được lãnh đạo trọng dụng nhất và được thăng chức. Có lẽ tiến sĩ Vương vẫn chưa biết điều này. Nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp. Cuối cùng, cô cũng là người trần mắt thịt thôi.